Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018 và Ngày hội hiến máu giọt hồng Điện Biên. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Dù đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án sản xuất liên kết chuỗi giá trị với sản phẩm chè, song đến nay việc triển khai ở Tùa Chùa vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Người dân chủ yếu vẫn tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thực trạng này sẽ được phản ánh trong chương trình. Tin trong nước, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quá trình xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc. Tin quốc tế, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ ngăn chặn nghị quyết nhằm luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, việc luận tội Tổng thống Donald Trump không phải chiến lược tốt nhất. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, trọng tâm là nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên đáp ứng yêu cầu ở cơ sở, sắp xếp chuyên nghiệp quân sự đạt 56,1%, sắp xếp quân nhân dự bị đạt 99% so với chỉ tiêu, tổ chức một lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 57 đồng chí, mở 8 lớp đối tượng 4 cho 440 đồng chí, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Chỉ đạo các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 2, làm tốt công tác dân vận, cử 27 tổ trên 74 lượt cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình nâng bước em tới trường và ấm tình biên cương tại xã Nậm Vì, Pá Mì, huyện Mường Nhé. 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thống nhất xác định 7 nội dung cần tập trung thực hiện, trong đó tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và chiến đấu phòng thủ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm dự báo đánh giá đúng tình hình, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm cho bộ đội, kiểm tra bảo quản bảo dưỡng vũ khí, trang bị tốt cho các nhiệm vụ, tăng cường thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nguyên tắc, quy định và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tăng cường công tác đối ngoại quân sự, đặc biệt với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, Phong Sa Ly, chỉ đạo việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều nay, đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Bí thư, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm một số mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Điện Biên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn đã đến thăm mô hình cánh đồng một giống rộng 8 ha tại xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, trung tâm phát triển chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang trại cây ăn quả của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu tỉnh Điện Biên và thăm dự án dồn điền đổi thửa xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Tại các điểm đến thăm, đoàn đã khảo sát, đánh giá tiềm năng lợi thế phát triển nông nghiệp ở tỉnh Điện Biên trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhất là giống lợn địa phương và trâu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, Điện Biên còn có điều kiện thổ nhưỡng tốt để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, cao su và cà phê. Ngày mai 19 tháng 7, đoàn công tác sẽ làm việc với tỉnh Điện Biên về tham vấn phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, hôm nay đồng chí Vùi Văn Huyện, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, cử tri xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm sớm chi trả tiền hỗ trợ trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua để người dân có thể tái đàn, ổn định cuộc sống, đề nghị sớm đầu tư sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt đã xuống cấp. Nhiều hộ dân sống hai bên đường quốc lộ 12 sau khi tuyến đường được nâng cấp sửa chữa thường xuyên bị ngập úng khi mưa kéo dài,
Nguyên nhân là do không có rãnh thoát nước, cần sớm đầu tư xây dựng một số hạng mục còn nợ trong chương trình xây dựng nông thôn mới đối với một số trường học trên địa bàn, nâng cấp sửa chữa và xây mới một số tuyến đường giao thông, kênh mương thủy lợi để người dân ổn định sản xuất. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông khóa 5 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang phục hóa ruộng bậc thang, cải tạo và bảo vệ đất trồng lúa theo nghị quyết 30A. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân huyện, chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số lãnh đạo phòng ban chuyên môn cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức tập huấn công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2019. Đến dự có lãnh đạo vụ địa phương 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra các huyện thị thành ủy và các đảng ủy trực thuộc. Thẩm tra xác minh trên các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác cán bộ, kỹ năng chuyên sâu về kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị là những chuyên đề chính được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai trong chương trình tập huấn lần này. Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, những lĩnh vực được lựa chọn tập huấn là những vấn đề khó trong việc phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Chính vì thế, thông qua chương trình tập huấn lần này sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp, các ngành nắm vững nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng trên từng lĩnh vực cụ thể theo quy định của điều lệ Đảng, giúp công tác kiểm tra giám sát của Đảng đi vào nền nếp. Qua đó, nhằm giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong Đảng, kịp thời phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019. Qua đó, nhận thức về vị trí vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của tổ chức chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế như công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, báo cáo tham mưu với cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân, có nơi có việc còn chưa kịp thời. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận ở một số ngành địa phương chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ công chức trong thực thi công việc còn có biểu hiện gây khó dễ, phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công tác dân vận những tháng cuối năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc tôn giáo và những bức xúc trong nhân dân tại cơ sở. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực triển khai các nội dung nhiệm vụ công tác hội, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng rõ người, rõ việc, có trọng tâm trọng điểm, tăng cường xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tham gia bảo vệ Đảng chính quyền. Hội hiện có 177 cơ sở hội với hơn 1.630 chi hội và trên 17.700 hội viên. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên ở các cơ sở, đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên. Các cấp hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 500 tổ vay vốn với số tiền trên 558 tỷ đồng, qua đó góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 11.200 lao động. Hội nghị đã tham gia vào kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm 2014-2019 và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022, lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn,
Hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo có ý nghĩa cao cả, góp phần cứu sống và mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân. Mỗi năm, Điện Biên tiếp nhận được hàng nghìn đơn vị máu do mọi người hiến tặng. Để ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018 và Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng Điện Biên. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Những năm qua, công tác vận động và tham gia hiến máu nhân đạo luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình như Hành trình đỏ, Lễ hội Xuân Hồng, Ngày Toàn dân tình nguyện hiến máu, Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, Chiến dịch những giọt máu hồng, v.v. nhằm góp những giọt máu của mình để cứu người. Theo thống kê, trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận được trên 4.000 đơn vị máu, đạt gần 120% kế hoạch, đáp ứng trên 80% nhu cầu máu của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đích của chương trình Hành trình đỏ là làm tuyên truyền tới mọi người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tham gia hưởng ứng trong cái chương trình hiến máu tình nguyện, đặc biệt là tham gia trong chương trình Hành trình đỏ nhằm góp phần thu được những cái lượng máu để giúp đỡ cứu chữa những cái bệnh nhân không may mắc phải những cái căn bệnh, ví dụ như là căn bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là một cái bệnh mà thường xuyên người bệnh là phải truyền máu. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, cùng với lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu, hưởng ứng Hành trình đỏ năm 2019, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề Giọt Hồng Điện Biên. Ngày hội đã thu hút hơn 400 người đăng ký tham gia hiến máu. Dự kiến trong đợt này sẽ tiếp nhận khoảng trên 300 đơn vị máu. Tôi hiến máu đợt này là 14 lần. Thế còn nguyên nhân là mình cứ thấy một là các cuộc vận động, đặc biệt là những ngày hiến máu thì mình thấy coi như các bệnh nhân mà thiếu máu rất nhiều. Thế mình điều kiện sức khỏe vẫn còn và cảm thấy đủ điều kiện hiến máu là mình đi hiến máu để giúp những người đang cần máu để cứu sống là con người. Tôi tham gia cái hoạt động này nhiều lần rồi. Đây là một cái việc làm rất là cần thiết, và qua cái thực tế của gia đình nhà tôi thì tôi thấy là nhà tôi có mấy người ốm rất là nặng, mà nếu không có những cái người mà hiến máu nhân đạo thì có lẽ là sẽ không cứu được những người thân trong gia đình nhà tôi. Cho nên tôi thấy đây là một hành động, một cái nghĩa cử mà tất cả chúng ta cần làm. Nhằm động viên khích lệ tinh thần và tôn vinh những người đã nhiều lần tham gia hiến máu, nhân dịp này đã có 22 tập thể và 38 cá nhân được tôn vinh, trong đó có 5 tập thể, 11 cá nhân được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tặng bằng khen, 1 tập thể, 3 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 16 tập thể và 24 cá nhân được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tặng giấy khen. Với sự động viên kịp thời này, chắc chắn phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của người dân trong thời gian tới. Tiếp theo sẽ là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được hơn 2.100 ha mắc ca, trong đó trồng tập trung hơn 1.600 ha, số còn lại là trồng xen với các loại cây khác, chủ yếu tại hai huyện Tuần Giáo, Mường Ngẳng và thành phố Điện Biên Phủ. Số diện tích mắc ca này đang sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích đã ra quả cho thu hoạch. Định hướng đưa mắc ca trở thành cây trồng chủ lực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án phát triển cây mắc ca đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quy mô trồng khoảng 26.000 ha, diện tích quy hoạch khoảng 35.000 ha. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 3 dự án với diện tích trồng mắc ca gần 16.000 ha. Các dự án này đang triển khai thực hiện với tổng diện tích đã trồng hơn 2.000 ha. Trên cơ sở định hướng phát triển mắc ca, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét cho chủ trương đầu tư trồng cây mắc ca tại huyện Nậm Pồ và huyện Điện Biên. Trong đó có hai dự án tương đối lớn với quy mô gần 11.000 ha của hai nhà đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thịnh và công ty cổ phần chế biến thực phẩm công nghệ cao thuộc tập đoàn TH. Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền các xã thị trấn vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Theo đó, ngoài tập trung sản xuất lúa ruộng còn chuyển đổi các diện tích trên nương kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn. Theo thống kê, ngoài 1.320 ha cây cao su,
huyện Tuần Giáo đã vận động nhân dân trồng được gần 530 ha cà phê, gần 170 ha cây thảo quả và sa nhân, 1.400 ha cây mắc ca. Thời gian tới, để công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả bền vững, huyện xác định tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng từng khu vực, đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp trong chuyển giao kỹ thuật mới vào sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ xác định xây dựng thương hiệu chè sạch cho cây chè của địa phương. Trên địa bàn xã Pa Tần hiện nay có khoảng 500 cây chè mọc rải rác ở 6 trên 9 bản. Người dân nơi đây thường gọi là chè rừng hoặc chè Pháp. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, Đảng ủy, chính quyền và người dân xã Pa Tần đã lựa chọn loại chè này để xây dựng sản phẩm đặc trưng của xã, đồng thời từng bước mở rộng diện tích chè trên địa bàn. Hiện nay xã đã tiến hành ươm hơn 1.000 cây chè giống và triển khai mô hình trồng chè theo công nghệ sạch với diện tích 2 ha tại các bản Pa Tần và Hủy Sâu. Bên cạnh đó, tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm trên thị trường, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chè rừng của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, huyện Tùa Chùa đã đăng ký và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án sản xuất liên kết chuỗi giá trị với sản phẩm chè. Mặc dù Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản hướng dẫn thực hiện, song đến nay, việc triển khai các dự án sản xuất liên kết chuỗi giá trị đặc biệt là với cây chè ở Tùa Chùa vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Người dân chủ yếu vẫn tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cây chè là sản phẩm đặc trưng và có tiềm năng nhất của huyện Tùa Chùa để thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, việc phát triển mở rộng diện tích sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè còn nhiều khó khăn. Huyện Tùa Chùa đề ra mục tiêu đến năm 2020, diện tích chè toàn huyện đạt 800 ha, song đến nay mới có gần 600 ha. Bên cạnh đó, theo quy định, một dự án liên kết chuỗi được phê duyệt phải có đầy đủ các thành phần như đơn vị cung ứng giống, người dân, chủ đầu tư và đơn vị bao tiêu sản phẩm. Các thành phần tham gia dự án có nhiệm vụ, trách nhiệm riêng nhưng có sự ràng buộc để chuỗi liên kết bền vững. Đối với sản phẩm chè, ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Phan Nhất, công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên, huyện Tùa Chùa đã thu hút thêm được hai công ty, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh và công ty Đức Chính tham gia khâu chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuỗi liên kết, các công ty này cũng đang gặp nhiều khó khăn từ phía người dân. Ngay từ ngày đầu khi mà doanh nghiệp thực hiện cái mô hình chuỗi liên kết này, thì người dân ở đây về mô hình chung thì là nhận thức còn chưa được cao và người dân là sợ các doanh nghiệp khi mà vào thu mua thì sẽ phá giá hoặc là không thu mua cho người dân, nên là ý thức của suy nghĩ của người dân vẫn còn lo sợ. Về cái khó khăn ở trong khâu chế biến đối với doanh nghiệp thì là đầu tiên là người dân. Đó là người dân chưa ý thức được vấn đề là nâng cao chất lượng cho đầu vào nguyên liệu của sản phẩm. Thế nên là khi mà trong quá trình chế biến thì doanh nghiệp cũng gặp một vài khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng chè khi trồng cũng chưa được đảm bảo. Một số diện tích trồng từ giai đoạn 2011-2012 đến nay đã đến thời kỳ kinh doanh thu hái, nhưng cây chè chỉ cao từ 40-70cm. Số lượng búp thực thu ít. Trong tổng số 600 ha chè trên địa bàn chỉ có 300 ha cho thu hái thường xuyên, còn lại là những diện tích chậm phát triển, còi cọc, không đủ điều kiện nghiệm thu hỗ trợ theo quy định. Mặt khác, thực tế hiện nay, sản phẩm chè Tùa Chùa chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh. Số lượng chè búp khô tồn kho nhiều, trung bình mỗi năm tồn trên 4 tấn. Khó khăn trong việc thực hiện chuỗi giá trị trên địa bàn huyện là số lượng đơn vị để tham gia trên địa bàn thì nó rất là ít. Và thứ hai đó là tham gia quy mô mở rộng của người dân thì nó mới ở bước đầu là thí điểm. Do vậy là một số bộ phận người dân thì cũng vẫn chưa hiểu hết được cái giá trị bền vững khi tham gia chuỗi. Đối với việc tiêu thụ sản xuất tiêu thụ cây chè trên địa bàn huyện thì hiện tại đối với chè cây thấp thì việc thu mua hiện tại tương đối khó khăn do công ty cổ phần giống nông nghiệp tỉnh trước đây đã và đang thực hiện việc thu mua nhưng đến nay đã tạm ngừng. Năm 2019, huyện Tùa Chùa đang triển khai thí điểm chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè với diện tích 5 ha tại xã Xính Phình. Tuy nhiên, để cây chè phát triển theo hướng giá trị gia tăng và thực sự bền vững, huyện Tùa Chùa cần đặc biệt quan tâm gắn kết chặt chẽ việc sản xuất, bảo quản, chế biến với thị trường tiêu thụ. Qua đó, người nông dân sẽ có cơ hội được tiếp cận với các phương thức sản xuất hiệu quả, có sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp trong các khâu, tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng và mở rộng được thị trường tiêu thụ. Theo ghi nhận của Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, hơn 6 tháng gần đây, toàn huyện có gần 180 trường hợp mắc sởi, sốt phát ban.
Trong tổng số 180 trường hợp mắc sởi và sốt phát ban, có hơn 60 ca dương tính với virus sởi. Loại bệnh này xuất hiện tại 10 trên 15 xã của huyện Nậm Pồ, đã có hơn 170 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện, 6 ca đang tiếp tục được điều trị và không có trường hợp người mắc sởi, sốt phát ban có biến chứng nặng hoặc tử vong. Cùng với công tác điều trị bệnh, đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế của huyện đã trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện ăn chín uống sôi và sử dụng các loại thực phẩm đã qua chế biến, tích cực giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và diệt côn trùng trung gian truyền bệnh trên người. Đội y tế dự phòng huyện cũng tăng cường phối hợp với các trạm y tế xã, chủ động theo dõi diễn biến của các loại bệnh dịch, kịp thời xử lý dứt điểm khi các loại bệnh dịch phát sinh. Tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp, không chỉ tăng về số vụ mà tính chất, hành vi và hậu quả do tội phạm này gây ra đặc biệt nghiêm trọng. 5 vụ trọng án giết người trong 6 tháng đầu năm 2019, có 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều liên quan đến ma túy, đó là vụ án cướp, hiếp, giết nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên và vụ án Lò Văn Biên ở xã Quải Tở, huyện Tuần Giáo, giết em ruột, cướp tài sản, bán lấy tiền để mua ma túy sử dụng đã gây chấn động, bức xúc trong nhân dân. Những đối tượng phạm tội này đều có chung đặc điểm là nghiện ma túy. Nhiều đối tượng phạm tội trong số đó có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, các đối tượng đã liều lĩnh, bất chấp mọi thủ đoạn, trong đó có cả giết người để cướp tài sản hoặc được hứa hẹn trả công sau khi thực hiện phạm tội. Không chỉ có vậy, theo thống kê, trong số 54 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, thì đối tượng phạm tội hầu hết là người nghiện ma túy. Chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, trong kỳ họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quá trình xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đã trình bày về các phương thức của Việt Nam trong việc huy động nguồn lực công tư cũng như các nguồn lực nước ngoài vì mục tiêu phát triển bền vững, giới thiệu về báo cáo Việt Nam nhu cầu chi tiêu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDGs do IMF phối hợp với Việt Nam thực hiện. Trong đó, Việt Nam đã xác định được nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho 5 lĩnh vực chính là giáo dục, y tế, giao thông, nông thôn, điện nước đến năm 2030, khoảng 108 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực công chỉ đáp ứng 75,8 tỷ đô la Mỹ. Nguồn lực còn thiếu có thể huy động từ khu vực tư thông qua đối tác công tư PPP, nguồn vốn ODA và các nguồn tài chính khác. Tại kỳ họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc năm nay, đại biểu các nước đã tập trung thảo luận nhiều thách thức mới nổi lên trong quá trình xây dựng xã hội phát triển bền vững ở các quốc gia. Đó là sự cần thiết phải đảm bảo có sự gắn kết giữa chương trình nghị sự toàn cầu với các chiến lược và ưu tiên của từng quốc gia cũng như của từng địa phương. Chuyển đổi số đang đặt ra vấn đề sống còn với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hiện nước ta có gần 700.000 doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên đánh giá tổng thể về khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn là lượng nhiều chất yếu. Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ để thay đổi tổng thể và toàn diện phương thức phát triển. Chi phí chuyển đổi số cũng không nhỏ, thế nhưng nếu không áp dụng công nghệ, doanh nghiệp sẽ đối mặt với sự tụt hậu, kém ưu thế. Điều này đã được nhìn thấy ở không ít lĩnh vực như taxi, nhà hàng. Các đại biểu tại hội thảo cũng đánh giá nhìn rộng hơn, dù doanh nghiệp ở quy mô nào, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty hay tập đoàn lớn, thì với cách mạng công nghiệp 4.0, số hóa phải được áp dụng vào mọi hoạt động cơ bản của sản xuất kinh doanh để đảm bảo tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải 5.164.396 triệu đồng vốn kế hoạch năm 2019, trong đó vốn ngân sách nhà nước 4.393.147 triệu đồng, vốn trái phiếu chính phủ 771.249 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, quyết định giao cho Bộ Giao thông Vận tải chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2019 của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình. Chủ trì kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.
6 tháng đầu năm, cả nước đã bán cổ phần lần đầu tại 6 doanh nghiệp, thu về 562,707 tỷ đồng, thoái vốn tại 30 doanh nghiệp, thu về 4.589,335 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giá trị sổ sách. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế. Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu 6 tháng cuối năm 2019, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành đầy đủ đúng tiến độ các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2019, tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản pháp luật liên quan để ban hành hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo thẩm quyền, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Từ giữa tháng 5 đến nay, giá tôm giảm mạnh 18%, từ mức 88 đến 95.000 đồng trên kg xuống còn 73 đến 79.000 đồng trên kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đến từ nhiều yếu tố, cả trong và ngoài nước. Ở trong nước, việc giá bán tôm đầu năm tăng cao nên người nuôi mạnh dạn thả nuôi. Nhiều hộ nuôi tôm có sản lượng lên tới 10 đến 15 tấn trên hecta, cá biệt có hộ lên đến 70 tấn trên hecta do áp dụng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh cho năng suất cao. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nắng thất thường đã làm môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột, buộc nông dân phải thu hoạch tôm đồng loạt để tránh rủi ro. Do đó, nguồn cung tôm thẻ tăng vọt, đẩy giá sụt giảm. Ngoài ra, theo vụ nuôi trồng thủy sản từ năm 2018 đến nửa đầu năm 2019, ngành tôm chịu tác động cạnh tranh khốc liệt với tôm của các nước trên thị trường, đặc biệt là đối với tôm Ấn Độ và Ecuador. Tin quốc tế, sáng nay theo giờ Hà Nội, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ ngăn chặn nghị quyết nhằm luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, việc luận tội Tổng thống Donald Trump không phải chiến lược tốt nhất. Với 332 phiếu ủng hộ và 95 phiếu chống, Hạ viện đã ngăn chặn nỗ lực nhằm tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Trump. Mặc dù vậy, nhiều nghị sĩ đã tỏ ra thất vọng trước các chính sách của Nhà Trắng như trong vấn đề di cư, ngăn cản pháp luật và những tuyên bố mang tính chất công kích cá nhân của ông Trump. Đây là những lý do khiến một bộ phận thành viên trong Đảng Dân Chủ phớt lờ lời kêu gọi của Chủ tịch Pelosi và ủng hộ tiến trình luận tội. Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã có những lời chỉ trích trên tài khoản Twitter, ngụ ý nói rằng bốn nữ nghị sĩ Đảng Dân Chủ không phải là những công dân gốc Mỹ. Không những thế, ông Trump còn cáo buộc họ thù oán nước Mỹ, thậm chí ông còn nói rằng một trong hai nữ nghị sĩ theo đạo Hồi đầu tiên đắc cử vào Hạ viện là người đồng cảm với nhóm khủng bố Al-Qaeda. Hàn Quốc sẵn sàng nghiên cứu mọi phương án có thể bằng ngoại giao để giải quyết căng thẳng thương mại với Nhật Bản. Đây là thông tin vừa được một quan chức chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong sáng nay. Hãng Yonhap dẫn lời quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul để ngỏ mọi phương án và sẽ cân nhắc mọi giải pháp có thể để giải quyết căng thẳng hiện nay với Nhật Bản. Ông cũng khẳng định Hàn Quốc đang duy trì quan điểm trung lập về quyết định hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao. Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc được đưa ra trong thời điểm nước này và Nhật Bản chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề gây căng thẳng thời gian qua. Hôm qua, đài truyền hình NHK đưa tin, Tokyo chỉ trích Hàn Quốc vì không chấp thuận đề xuất của Tokyo thành lập một ủy ban trọng tài nhằm giải quyết tranh cãi về vấn đề lao động thời chiến. Trước đó, Hàn Quốc tuyên bố không chấp thuận đề xuất của Tokyo và khẳng định vấn đề này phải do cơ quan tư pháp giải quyết. Tới tháng 7, Nhật Bản đã siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc vật liệu công nghệ cao. Hàn Quốc cáo buộc đây là động thái của Nhật Bản nhằm gây sức ép giải quyết vấn đề lao động thời chiến. Tuy nhiên, Tokyo luôn khẳng định biện pháp này được đưa ra là vì lý do an ninh. Bất chấp việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu, các nước đang phát triển ở châu Á vẫn sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019 và 2020. Đây là nhận định mới được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á mới được công bố ngày 18 tháng 7. Các nước châu Á đang phát triển, bao gồm 45 nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 5,7% trong năm nay và 5,6% trong năm sau. Ngay cả khi xung đột thương mại tiếp diễn, khu vực này vẫn sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, cho tới khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt thỏa thuận, sự không chắc chắn vẫn sẽ tác động đến triển vọng tăng trưởng khu vực. ADB cũng giữ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc ở mức 6,3% và 6,1% trong năm 2019 và 2020. Dù tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới đã chậm lại xuống mức 6,2% trong quý 2 vừa qua. Viện dẫn việc giá dầu tăng cao, ADB cũng nâng dự báo lạm phát trung bình cho các nước châu Á đang phát triển từ 2,5% lên 2,6% cho cả năm 2019 và 2020. Cần phải có hành động để giải quyết những quan ngại về dự án tiền điện tử Libra của Facebook. Đây là thông báo được đưa ra sau cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7.
Trong thông báo, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết cuộc họp lần này xoay quanh đồng tiền số Libra, đồng thời ám chỉ những nguy cơ tiềm ẩn liên quan dự án Libra như rửa tiền và tài trợ cho các phần tử khủng bố. Do đó, các đại biểu tham dự cuộc gặp đều nhất trí cần có quy định hạn chế mọi tác động nghiêm trọng nếu dự án này được triển khai trên quy mô lớn, khi mà Facebook có tới 2,7 tỷ người sử dụng, chiếm 1/3 dân số thế giới. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng cho rằng các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số phải tuân thủ các quy định của chính phủ và phải được giám sát chặt chẽ như các ngân hàng. Trong khi đó, các thống đốc ngân hàng trung ương, các nhà lập pháp và hoạch định chính sách đều đang xem xét kỹ lưỡng dự án mà Facebook công bố tháng trước. Một số ý kiến cho rằng Libra có thể ảnh hưởng tới hệ thống tài chính toàn cầu và thách thức vai trò của đồng đô la Mỹ với tư cách đồng tiền dự trữ chính trên thế giới. Ngày 17 tháng 7, Campuchia thông báo sẽ gửi trả 1.600 tấn rác thải nhựa nhập khẩu bất hợp pháp, được chứa trong 83 container tại cảng biển phía đông nam nước này về điểm xuất phát là Mỹ và Canada. Trước đó, cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện số container rác thải nhựa bất hợp pháp trên tại cảng Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh 230 km về phía tây nam, sau khi các cơ quan chức năng nghi ngờ về bản kê khai hàng hóa không rõ ràng. Đây là lần thứ hai một lượng lớn rác thải được phát hiện tại Campuchia sau trường hợp đầu tiên vào năm 1998, khi khoảng 3.000 tấn rác thải độc hại bị bỏ lại ở ngoại ô thành phố Sihanoukville. Campuchia đang rất vất vả để đối phó với rác thải nhập khẩu. Việc Trung Quốc quyết định cấm nhập khẩu rác thải nhựa từ năm ngoái đã đẩy ngành tái chế toàn cầu vào khủng hoảng và khiến các nước phát triển lúng túng trong việc tìm nơi chuyển rác thải. Lượng rác thải khổng lồ đã tìm đến các cảng ở Đông Nam Á. Indonesia đầu tháng này đã thông báo gửi trả hàng chục container rác thải nhập khẩu về Pháp và một số nước phát triển khác. Trước đó hồi tháng 5, Malaysia cũng cho quay đầu 450 tấn rác thải nhựa về nơi xuất phát điểm. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!